Xin chào các bạn, mình là Hoàng Đình Dũng đến từ Hoidu Studio. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Corona 3.0 bản Hotfix 2 cho Bavaria S-Max. Đầu tiên là chúng ta sẽ cài cái Corona đã. Các bạn chọn chuột phải Run Administrator. Chúng ta kiểm vào I accept rồi bấm Next. Install. Chúng ta sẽ chờ. Chúng ta bấm Next. Finish. Sau đó là chúng ta sẽ Crack. Ở cái bước cài đặt vừa rồi thì các bạn chú ý là khi chúng ta cài đặt mới thì nó sẽ phải chạy thêm cả cái phần loát thư viện. Thì ở đây mình đã cài rồi. Đấy. Thì cho nên là cái quá trình đấy thì nó sẽ diễn ra rất là nhanh thôi. Bây giờ đến Crack. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cái folder Corona Renderer, chúng ta copy cái file Corona Release. Copy. Chúng ta sẽ paste vào đường dẫn sau, các bạn vào ổ C. Program file. Autodesk. Chúng ta copy vào cái phiên bản Bavaria S-Max các bạn đang cài. Ở đây mình đang dùng Max 17. Chúng ta paste vào đây. Replace. Continue. Tiếp theo chúng ta sẽ vào trong cái folder Image Editor. Các bạn sẽ copy hai file là Corona Image và Corona Image CMD. Copy. Chúng ta sẽ paste vào đường dẫn sau, các bạn vào ổ C. Program file Corona Image Editor. Các bạn sẽ paste vào đây. Replace. Ok. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ chạy cái file wire token này. Mình sẽ chuột phải Run Administrator. Ở đây các bạn chú ý là đây chúng ta sẽ bấm vào phần More Info và chúng ta sẽ Run Anyway nhé. Ok, đã xong. Bước tiếp theo. Bước tiếp theo các bạn sẽ copy cái file token Bavaria S-Max, cái file text. Ok, chúng ta copy nó. Và chúng ta sẽ paste vào đường dẫn sau. Các bạn sẽ vào trong ổ C. User. Rồi, ok, chúng ta vào đây. Đây các bạn sẽ, đây các bạn chú ý cái phần hướng dẫn của họ. Chúng ta vào phần Uname nhá. Ở đây của mình là Horido. App data. Một số bạn nếu mà cái app data này không hiện thì các bạn sẽ tìm cái file ẩn của nó nhé, đang ẩn đấy, nó hiện lên nhá, app data. Ok, local Corona render. Ok, các bạn paste vào đây. Replace. Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong quá trình cài đặt và crack Corona 3.0. Bây giờ mình sẽ bật thử Bavaria S-Max lên. Các bạn chú ý là cái quá trình cài đặt của mình thì đang rất là nhanh, bởi vì là mình đã cài đặt sẵn rồi. Còn các bạn mà mới cài đặt thì cái lúc quá trình cài đặt ấy nó sẽ lâu hơn, bởi vì là nó sẽ phải load thư viện vật liệu của Corona. Thì nó chỉ mất tầm khoảng 5-10 phút thôi, cũng rất là nhanh thôi. Ok.
Vary Max đã lên. Rồi, các bạn chú ý này, khi các bạn cài xong Corona rồi thì ở cái phiên bản 3.0 này rất là hay, nó có một cái thanh công cụ là Corona Official Toolbar, các cái thanh điều khiển. Ví dụ như là tạo đèn này, tạo mặt trời này, tạo cam, tạo scatter, quản lý, ok, rồi là proxy. Đấy, rất nhiều thứ. Thư viện vật liệu Corona này, rồi là ok converter. Thì ok, các bạn sẽ kéo cái thanh toolbar này vào một chỗ nào đó nhá. Ví dụ mình sẽ kéo ở khu này đi. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ bật setting lên. Ok, mình sẽ chọn Corona renderer. Ok, rất tuyệt vời rồi. Chúng ta đã cài thành công Corona. Có lẽ là mình sẽ bật một cái file lên, mình sẽ làm thử. Chúng ta render thử xem được chưa thôi. Ok. Cái file này là cái file ở trong cái khóa Corona, cái file test. Ở đây ok, mình sẽ render xem nào. Ok, render thử xem. Ok, nó đã chạy rất là ngon rồi. Corona 3 render cũng khá là nhanh. Bây giờ đang có Corona 4.0, 4.1 thì đó, 4.0. Thì mọi người có thể là mua bản quyền từ Corona nhé. Cái đấy dùng rất là hay. Nhưng mà cái này cũng rất là tuyệt vời rồi. Ok, render cũng khá nhanh và nhẹ. Hy vọng các bạn xem video này, các bạn sẽ cài đặt thành công Corona 3.0. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.